know, like, trust and buy. Know tức là gì ạ? Biết, like là thích, trust là tin, buy tức là mua. Biết, thích, tin, mua. Ông đã biết đưa khách hàng theo quy trình bạn bàn bán và biết, thích, tin, mua. Một người bán hàng rong vĩ đại nhất trong lịch sử. Bao nhiêu anh chị em chúng ta biết một người bán hàng rong mà có thể kiếm được 1 triệu đô, có một cuộc sống rất là sung túc đó, và gọi là trở thành huyền thoại trong trong gọi là giới người bán hàng rong trên khắp thế giới. Đồng thời ông là biểu tượng của những cái bài học trong kinh doanh. Rất nhiều các cái doanh nhân đã học tập từ ông rất là nhiều những cái bài học khác nhau. Bao nhiêu anh chị em biết về cái con người gọi là huyền thoại này. Bậc thầy Huy nói là thực sự là bậc thầy chứ không phải là gì ạ? Mình suy luận rằng những người bán hàng rong sau đó mình học từ bài học từ họ, sau đó mình coi họ là bậc thầy. Không, đây chính xác là một bậc thầy bán hàng. Và Huy muốn nói với một người đàn ông, một con người đã, ông này thì đã mất rồi. Ông này sống ở Mỹ mà đến bây giờ ông đã mất rồi. Người bán hàng rong mà kiếm được 1 triệu đô la, có cuộc sống rất là sung túc, có thể mua được biệt thự ở Mỹ, có thể cho con cái và cháu của mình đi học những trường đại học rất là danh giá. Đấy. Ông thường xuyên có cái thú vui đó là đi nghe nhạc giao hưởng và đi thưởng thức tham quan những cái bảo tàng về hội họa. Bao nhiêu anh chị em không biết thì chúng ta mình comment chúng là chưa biết được không ạ? Đến bây giờ mình vẫn chưa biết thì comment là chưa biết được không ạ? Hiện tại thì cũng chưa thấy ai biết về bậc thầy bán hàng rong này. Chưa biết thì đơn giản là ngày hôm nay mình sẽ biết, đúng không ạ? Thế việc của mình sẵn sàng mình comment xuống là chưa biết, nếu như mà mình biết là mình chưa biết. Rất nhiều người mình không biết là mình không biết, chỉ đơn giản là mình không muốn biết. Ok không ạ? Comment xuống. Thì chúng ta tham gia vào các cái khóa học, tham gia vào lớp Zoom gà gáy với cái mục tiêu là gì ạ? Mong muốn được biết cái thứ mà mình chưa biết, đúng không anh chị em? Nếu như mà mình biết cái thứ mà mình biết rồi thì mình đâu có thú vị nữa, đâu có thích thú nữa, đó, đâu có học để làm gì nữa, đúng không ạ? Mình học để mình biến cái thứ chưa biết thành thứ mà mình đã biết, đúng không ạ? Ok. Thì ông ấy chính là Joe Andes. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái video của người đàn ông này. Ok. Anh chị em xem trước, qua một cái video trước, sau đó là Huy sẽ phân tích cho anh chị em những bài học. Ông này sinh năm 1939 tại Massachusetts, Anh, và hơn 60 năm ở trong nghề bán hàng rong. Ông bán rất nhiều thứ, từ sách cho đến những cái cây thông Noel, rồi cuối cùng thì ông ấy dành phần lớn thời gian còn lại để bán những con dao giá mới chỉ có 5 đô. Đấy, giúp Andes trở thành triệu phú với cuộc sống vô cùng khá giả. Ông này thường hay mặc vest rất là chỉnh tề. Ông cụ hơn 70 tuổi nhưng cứ 6 ngày một tuần đều đặn. Bí quyết của ông rất đơn giản, đó là bước 1, đó là thu hút khách hàng bằng những cái câu nói rất đơn giản. Đừng lo, tôi không xin tiền các bạn đâu, hãy ở lại gần đây nhìn cho kỹ. Đó. Ông nêu lên những cái lợi ích và đánh trúng tâm lý khách hàng. Chúng làm từ thép không gỉ, bạn có thể dùng cả cuộc đời, có thể tạo ra những bông hoa xinh đẹp.
Nếu bạn làm như vậy, lũ trẻ ở nhà sẽ chịu ăn rau vì chúng tưởng nó là kẹo. Chúng ta đều mất thời gian vì có con dao cùn. Ba của chúng ta không thể cầm con dao được quá lâu vì là đau khớp rồi. Ông liên tục nạo những cái củ cà rốt và thậm chí ông còn đưa cho khách hàng, đưa cho khách xem để họ có thể tự trải nghiệm cái độ sắc của con dao này. Ông còn giới thiệu những cái trang báo đã từng phỏng vấn ông, trang báo nổi tiếng đã từng phỏng vấn ông. Đấy. Rồi đưa ra các chương trình khuyến mại, mua 4 tặng 1, kiểu như vậy. Đấy. Nhờ áp dụng những cái chiến lược kinh doanh này cho nên ông liên tục chốt sale và được vô số khách hàng bỏ tiền ra mua một sản phẩm tưởng như là rất đơn giản và không có gì mà đáng để mua cả. Và ông luôn biến công việc thành niềm vui. Với mỗi người xuất hiện trên đường phố đều là khách hàng tiềm năng của ông và ông không bao giờ coi thường những cái khoản tiền nhỏ. Ông qua đời vào tháng 2 năm 2009, tức là cách đây 13 năm rồi. Và khi đã được hỏi liệu ông đã từng đi nghỉ mát chưa, thì ông chỉ nói rằng cuộc sống chỉ là một kỳ nghỉ, mỗi ngày là một kỳ nghỉ. Ok. Thì cái bài học ở đây là gì ạ? Anh chị em để ý này, đầu tiên ấy, ông cụ này, ông ấy mặc vest để bán hàng rong. Câu hỏi là tại sao ông lại mặc vest để bán hàng rong? Thông thường những người bán hàng rong ở Việt Nam, anh chị em thấy rằng họ có mặc vest không ạ? Hầu như là không có, đúng không ạ? Hầu như là không có. Tại sao như vậy? Bởi vì phần lớn thời gian của họ là ở ngoài đường cho nên nó rất là bụi bặm, rất là nó hơi dơ, hơi bẩn một chút, đúng không ạ? Thế mà mặc vest vào thì sao ạ? Rất là nhanh để hỏng, hoặc là nó không thoải mái, nó nóng nực, hoặc là thế này thế kia. Nhưng tại sao ông này lại thường xuyên mặc vest và ông ấy rất nhiều bộ vest khác nhau, chứ không phải là một bộ đâu anh chị em nhé. Ông ấy rất nhiều bộ vest khác nhau. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Ông rất nhiều bộ vest khác nhau. Như vậy là ông đã chịu khó đầu tư vào trang phục để làm gì ạ? Trong marketing người ta gọi là tạo sự khác biệt. Khi phần lớn những người bán hàng rong khác họ không mặc vest mà ông mặc vest thì ông đã tạo ra sự khác biệt so với phần lớn những con người khác. Cái điều thứ hai nữa đó là ông ấy thể hiện cái sự mặc vest thì nó thể hiện là doanh nhân, thể hiện sự sang trọng, đúng không ạ? Thể hiện rằng mình rất là nghiêm túc, cũng như là gì ạ, rất là trân trọng cái công việc này. Và khi mà khách hàng nhìn thấy một cái người mặc vest bán hàng thì thứ nhất cái tâm lý của họ là cảm thấy tò mò, cái thứ hai nữa là họ sẽ cảm thấy rất là thân thiện với cái con người này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người này là một cái người rất là lịch lãm, bởi vì người ta được định vị ở trong đầu đó là những người mặc vest là thường là những người rất là lịch lãm, lịch sự đấy, và có văn hóa. Cho nên những cái người mà đi du lịch ấy thì đa số họ là những cái người có văn hóa, rất là thích trong cái công việc kinh doanh, rồi họ thích xây dựng các mối quan hệ với những cái người doanh nhân, businessman, đúng không ạ? Ông ấy xây dựng hình ảnh của ông ấy thành trở thành một businessman, không phải chỉ đơn giản là một người bán hàng rong. Đây là một cái chiến lược kinh doanh rất là lâu dài, bền vững. Anh chị em thấy không ạ? Ông ấy rất nhiều các bộ vest khác nhau, chỉ trong một vài cái video thôi đã thấy điều này. Cái điều bài học số 2, bài học ở đầu tiên ở đây đó là tạo ra sự khác biệt so với phần đông những cái đối thủ hay là những cái người bán hàng rong khác. Ok không ạ? Bài học đầu tiên anh chị em ghi xuống ạ. Bài học đầu tiên đó là tạo sự khác biệt. Ok không ạ? Rồi. Bài học số 2, anh chị em nhìn thấy rằng đó là ông ấy lựa chọn cái khu phố rất là đông đúc. Ông lựa chọn cái khu phố rất là đông đúc để ông ấy gì ạ? Đặt cái địa điểm để ông ngồi. Đây.
Today's American Story with Bob Dotson comes from one of this country's best-known addresses, home to some of the wealthiest people on earth, and a man who has made a fortune selling on street corners. Đây là một cái chương trình của American Story Today, và họ cũng nói rằng đây là người bán hàng vĩ đại nhất trên thế giới. Họ làm cái video này từ năm 2008. Đó. Và một cái bài học mà vừa rồi Huy vừa mới đang chia sẻ với anh chị em, đó là bài học về cái việc mà lựa chọn cái địa điểm kinh doanh. Ông này đã biết cách lựa chọn cái địa điểm kinh doanh rất là phù hợp. Đây là ngôi nhà của ông ấy. Họ vào thăm ngôi nhà của ông. Đây là những cái thùng hàng mà ông ấy đã gọi là mua sẵn tích trữ. Đây, đây là cái con số rất là một cái con phố rất là sầm uất ở New York. Đó. Và ông lựa chọn cái địa điểm kinh doanh rất là phù hợp. Và anh chị em để ý là những cái người mà kinh doanh bán hàng rong khác ấy, thì họ cũng có một cái quyền lựa chọn, đấy là lựa chọn địa điểm kinh doanh. Anh chị em thấy điều này không ạ? Ví dụ như là chúng ta thuê hoặc mua một cái cửa hàng, sau đó là chúng ta kinh doanh, thì chúng ta không có quyền thay đổi cái địa điểm kinh doanh. Nhưng với những người bán hàng rong, họ có một cái đặc điểm rất là thú vị, đó là họ có thể thay đổi địa điểm kinh doanh tùy thuộc vào cái lượng khách. Ví dụ, họ đặt cái quán của họ ở cái chỗ này, nhưng nếu như sau thời gian họ cảm thấy nó không có hiệu quả thì họ ngay tức họ thay đổi cái sự gì ạ, cái địa điểm kinh doanh. Như vậy họ có một cái sự linh hoạt trong cái công việc kinh doanh của họ, đúng không ạ? Cái sự linh hoạt rất là lớn đó. Và đấy chính là cái lợi điểm của những người bán hàng rong. Và ông cụ này cũng vậy, ông ấy đã lựa chọn những cái địa điểm bán mà rất là đông đúc, một khu phố mà có rất nhiều khách du lịch. Đó. Ông rất là, đây là những người bạn của ông ấy, và ông ấy có rất là nhiều những người bạn thành công và nổi tiếng. Đó. Đấy, anh chị em thấy khu phố rất là đông đúc. Đấy, ông ấy sinh ra từ một gia đình rất là nghèo khó ở Massachusetts, ở Anh. Và sau khi chiến tranh thế giới nổ ra thì ông đã chuyển sang Mỹ. Đó. Đó. Thì cái bài học số 3, cái bài học số 3 mà chúng ta có thể học được từ những người bán hàng rong này, đó là gì ạ? Đó là họ có quyền tự do lựa chọn về sản phẩm họ bán. Ông đã từng bán rất nhiều thứ, từ sách đến cây thông Noel, rồi đến rất nhiều những thứ khác nữa. Tuy nhiên cuối cùng thì ông lựa chọn một cái sản phẩm mà có vẻ như rất ít người lựa chọn. Đó là sản phẩm về bán chiếc dao gọt khoai tây và gọt những đồ hoa quả. Thì tại sao ông lại lựa chọn cái sản phẩm đó? À, ông đã nhận ra rằng những cái sản phẩm thông thường và dễ bị cạnh tranh, đó là những cái sản phẩm mà sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh với ông. Nhưng ông đã tìm ra được một cái thị trường ngách, đó là một cái sản phẩm mà rất ít người bán và rất ít người bán được. Ông đã nhận ra cái tài năng của mình. Tài năng của ông ấy không chỉ đơn giản là cái việc gọt khoai tây. Tài năng của ông đó là tạo ra sự khác biệt từ những cái sản phẩm rất là nhỏ bé. Đó. Và với một cái sản phẩm như vậy thì gần như ông ấy không có đối thủ cạnh tranh và tạo ra sự độc đáo, giống như là cái bài học đầu tiên ấy. Đó là ông tạo ra sự độc đáo trong cái công việc kinh doanh của ông ấy. Và rất nhiều người truyền tai nhau, nói với nhau về cái việc mà đến New York mà đi qua cái đại lộ này thì chúng ta hãy tìm một cái người đàn ông bán dao gọt hoa quả, hay là dao gọt cà chua, hay là dao gọt cà rốt để mà mua của ông ấy. Bởi vì ông ấy không chỉ là những cái người bán hàng rong, nhưng ông ấy là cái người kể chuyện, ông là cái người rất là hóm hỉnh với cái câu chuyện của ông ấy, đúng không ạ? Đấy. Ok. Thì ông ấy tạo ra thương hiệu
cho mình, mặc dù nó bán hàng rong nhưng mà cũng tạo ra thương hiệu khiến cho rất nhiều những khách du lịch ở cái thời đó họ dỉ tai nhau, họ truyền tai nhau. Thậm chí có những người khách du lịch là đến cái khu vực đó, đến cái đội lộ đó du lịch chỉ vì nghe được cái tên tuổi của cái ông này. Ông này ông làm trong vòng 60 năm, bán hàng rong 60 năm ở cái khu vực đó. Đúng không ạ? Đấy, anh chị em tưởng tượng là họ đã xây dựng cái thương hiệu rất là tuyệt vời. Cái bài học số 4 nữa. Cái bài học số 4 từ cái người đàn ông tuyệt vời này, đó là ông luôn biết cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Rất là tuyệt vời. Ông biết cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ông kể những cái câu chuyện, vừa làm ông vừa kể câu chuyện, ông vừa làm ông vừa xử lý sự từ chối, vừa làm ông vừa chia sẻ cái cách làm. Đó. Thế thì cái câu chuyện của ông ấy rất là đơn giản như này. Đó là bà của bạn ở nhà không đủ sức cầm cái con dao bình thường, cái con dao bình thường để mà gọt hoa quả, bởi vì bà của bạn đã bị đau tay rồi, đau khớp rồi. Thì ai chẳng có bà đúng không anh chị em? Ai chẳng có những cái người già trong cái nhà của mình. Thế thì họ bắt đầu, họ đi du lịch thì thường ấy, họ sẽ có một cái nhu cầu, đó là nhu cầu mua quà về tặng cho người thân. Thì họ mua quà về tặng cho người thân thì họ sẽ có thể tặng cho ông bà bố mẹ của mình. Đúng không ạ? Thì bắt đầu là ông ấy sẽ kể về cái người bố của mình, người mẹ của mình, người anh, người chị của mình, những cái người mà có thể là lớn tuổi rồi và có thể gặp khó khăn trong cái việc mà cầm con dao để gọt hoa quả, có thể là bị đau xương khớp, có thể là bị tiểu đường mỡ máu, hoặc là có thể bị làm cái những cái bệnh gì đó. Thì ông ấy kể về cái tác dụng của cái con dao này. Ông không bán cái con dao mà ông bán cái tác dụng của con dao. Ông ấy nói rằng khi mà bạn làm những cái cà chua này nó giống như cái bông hoa, và con của bạn sẽ ăn những cái bông hoa này bởi vì nó tưởng đó là những viên kẹo. Đúng không? Cho nên ông đã biết cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách kể những cái câu chuyện rất là ngắn, rất là đơn giản như vậy. Ông ấy cũng biết cách để marketing bằng cách là gì ạ? À, tới đây, hãy tới gần hơn, và tôi không xin tiền của các bạn đâu. Rất nhiều người sợ rằng những cái người bán hàng rong hoặc là những cái người ăn xin ở trên vỉa hè họ sẽ xin tiền, cho nên họ ngại. Họ không thích những cái người ăn xin xong đó là bẩn thỉu. Họ có cho tiền đi chăng nữa, bởi vì họ rủ lòng thương, họ cho tiền, nhưng họ không muốn ở gần những cái người mà không sạch sẽ, đặc biệt những khách du lịch. Đúng không anh chị em? Cho nên ông biết cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách là ăn mặc sạch sẽ, đồng thời có những cái lời thu hút khách hàng và xóa đi cái sự nghi ngờ, sự nghi ngại của khách hàng. Ông nói rằng tôi không xin tiền của các bạn đâu. Đây là một chiêu rất là độc đáo và rất là quan trọng. Anh chị em biết rằng trong bán hàng chúng ta có 8 bước bán hàng đúng không ạ? Và cái bước số 2 là bước rất quan trọng, đó là bước hẹn bạn. Hẹn bạn thành công hay hẹn khách hàng thành công. Thì để mà khách hàng dừng lại để nghe ông ấy nói, đấy là ông đã thành công trong cái việc mà gì ạ? Hẹn khách, để mà có cơ hội để mình trình bày về sản phẩm, về dịch vụ của mình. Có đúng không ạ? Và để làm điều đó thì mình phải xóa tan đi cái sự nghi ngờ ở trong đầu khách hàng và tạo cho khách hàng cái sự tò mò để mong muốn để dừng lại để đón xem những cái chia sẻ của ông ấy. Và ông đập tan cái nghi ngờ của khách hàng bằng cách ông ấy nói rằng tôi không xin tiền của các bạn đâu. Thể hiện một cái tinh thần rất là gì ạ? Rất là rõ ràng, và cái vị thế bán hàng của ông được nâng lên sau khi mà ông chia sẻ cái câu đó. Cái vị thế bán hàng rất quan trọng anh chị em nhé. Nếu mà mình bán hàng với cái hình thức là anh mua hộ em, anh mua giúp em, thì tức là gì ạ? Mình đã tự hạ thấp cái vị thế của mình rồi. Và khi mình hạ thấp cái vị thế của mình thì họ sẽ mua bằng sự thương hại, chứ không phải mua bằng gì ạ? Bằng cái giá trị của sản phẩm. Và đấy là cái bí quyết
để giúp cho ông có đông khách hàng. Ông sẵn sàng mời gọi mọi người đến. Có nhiều người bán hàng nhưng họ sợ khách hàng, họ không dám chia sẻ, họ không dám mời khách hàng. Có bao nhiêu anh chị em sợ bị từ chối cho nên mình cũng sợ bán hàng, thì comment số 2 giúp ý được không ạ? Comment số 2, nếu anh chị em sợ bị từ chối và gì ạ, không dám mở miệng ra để chào mời khách hàng. Có rất nhiều người không dám làm điều này. Mình rất là muốn bán hàng, mình muốn nó bán được nhiều hàng, nhưng mình sợ bị khách hàng từ chối, sợ người này không nghe, sợ người kia không nghe, cho nên là mình không dám gì ạ, chia sẻ. Đúng không ạ? Cho nên là một cái bài học tiếp theo nữa từ cái người bán hàng này, đó là ông ta không có sợ hãi, không có ngại, không có sợ hãi khi mà chào hàng, khi mà mời chào khách hàng. Bởi vì tất cả những khách hàng đi qua trên phố đều là khách hàng của ông. Ông biết đâu là khách hàng của mình, ông biết đâu là khách hàng tiềm năng của mình. Và tất cả những người đi trên phố đều là khách hàng tiềm năng của ông. Như vậy, anh chị em thấy rằng chúng ta có rất nhiều khách hàng tiềm năng, chẳng qua là chúng ta sợ hãi mà thôi, cho nên chúng ta không dám mời chào. Việc của ông đó, việc của ông ta đó là gì ạ? Cứ mời chào thôi. Anh chị em chúng ta cũng có thể thấy những cái người bán hàng rong ở trên phố, họ thường xuyên họ giao, họ cứ giao thôi. Còn ai nhận được cái lời giao đó, ai nghe cái lời giao đó, ai đến với họ thì đấy là gì ạ? À, đấy là khách hàng của họ. Đúng không ạ? Và họ không ngại, họ không có sợ hãi. Và chúng ta cần phải học cái tinh thần này của những người bán hàng rong, và đặc biệt của ông cụ bán hàng rong bậc thầy này. Được không anh chị em? Rồi. Tiếp theo. Rồi. Tiếp theo. Đó là những cái lời giao rất là độc đáo, và cái cách xử lý sự từ chối khi mà những cái người khách hàng họ đến xung quanh ông ấy và nghe ông ấy chia sẻ. Thì ngoài cái việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách kể câu chuyện, thì ông liên tục đưa ra những cái lợi ích của con dao. Đấy. Chứ ông không nói về cái kỹ thuật của con dao, ông không mô tả về con dao, ông không nói về con dao này rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, ngang bao chiều, dạng ngang, chiều dài, chiều rộng bao nhiêu. Ông không nói về những cái tính năng kỹ thuật của con dao, mà ông sẽ nói về gì ạ, về ứng dụng của con dao này, hay là những cái thứ mà khiến khách hàng quan tâm. Đấy. Thì trong 8 bước bán hàng, anh cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em đã được học cái module về 8 bước bán hàng, thì comment là số 3 giúp Huy ạ. Còn nếu anh chị em chưa học thì anh chị em comment số 0. Nếu anh chị em đã học 8 bước bán hàng thì comment số 3. Còn chưa học thì comment số 0. Ok. Như vậy là Huy nhìn thấy. Anh chị em comment xuống ạ. Comment. Như vậy là rất ít anh chị em đã được học về cái module 8 bước bán hàng đúng không ạ? Rồi. Ok. Không sao. Thì đấy là... nếu anh chị em mong muốn thì trong thời gian tới Huy sẽ chia sẻ về 8 bước bán hàng, đúng không ạ? Thì trong 8 bước bán hàng đó có một bước rất là quan trọng, đó là bị chuyển, chuyển tính năng thành lợi ích, chuyển tính năng sản phẩm thành lợi ích của sản phẩm, đúng không ạ? Và ông này ông đã áp dụng rất là chính xác cái bước bán hàng này, đó là ông ấy không nói về tính năng mà ông nói về lợi ích của sản phẩm. Đấy. Ông nói rằng đây là sản phẩm gọi là gì ạ, đến từ Thụy Sĩ, và ông không nói rằng nó rất bền, ông nói rằng bạn có thể làm, bạn có thể sử dụng nó cả cuộc đời. Ông nói rằng nó không, ông không nói rằng là với cái con dao này bạn có thể sử dụng được 30 năm hay 50 năm, mà ông nói rằng bạn có thể sử dụng con dao này cả cuộc đời. Đúng vậy. Và ông nói rằng bạn không mua con dao này bởi vì nó rẻ. Ông ấy nói rằng bạn mua con dao này bởi vì nó có ích cho bạn. Rất hay đúng không ạ? Rồi ông nói rằng bạn có thể học cách tạo ra những cái bông hoa cà rốt, bông hoa cà chua từ con dao này, và giúp cho con bạn
thích ăn cái món ăn của bạn làm hơn, chỉ vì đơn giản nó nghĩ rằng đây là những cái viên kẹo. Và ông cũng nói rằng hoa quả thì rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của người già. Và nếu như mà chúng ta có những cái người thân, ông không nói là nếu, ông nói rằng là gì ạ, bà của bạn không còn đủ sức để cầm những cái con dao để gọt hoa quả nữa, cho nên phải dùng những cái con dao tốt. Đấy. Và ông ấy nói rằng hoa quả rất tốt cho những cái người già, đặc biệt là những cái người lớn tuổi ấy. Đó. Thực ra là hoa quả thì tốt cho tất cả mọi người, kể cả trẻ con, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Đấy. Rồi ông nói rằng đây là sản phẩm từ Thụy Sĩ, không phải sản phẩm từ Trung Quốc đâu. Rất là hay. Tại sao lại điều này ạ? Bởi vì rất nhiều người sợ rằng mua một cái con dao rẻ như vậy, 5 đô là một con dao vô cùng rẻ đối với thu nhập của Mỹ, của những người nước ngoài. Thì họ nghĩ rằng một con dao rẻ như vậy thì chất lượng nó sẽ không tốt. Nhưng không, ông này đã nhập hàng trực tiếp từ gì ạ? Từ một công ty ở Mỹ. À, từ công ty từ Thụy Sĩ. Đấy. Và anh chị em biết rồi, Thụy Sĩ là một quốc gia mà rất là uy tín. Đó, đúng không ạ? Có mức độ uy tín rất là cao. Và những cái sản phẩm họ sản xuất ra thì thường là rất là bền. Đó, những cái quốc gia ở châu Âu thì những cái sản phẩm họ sản xuất ra thì thường rất là uy tín và bền vững. Trong khi Trung Quốc thì họ thường sản xuất ra những cái sản phẩm rất là đại trà, rất là gọi là thông dụng và nhiều người dùng, giá cực rẻ nhưng mà chất lượng thì cũng gọi là gì ạ, cũng là hên xui tương đối, đúng không ạ? Nếu mà nói về sản phẩm Trung Quốc thì không ai nói về độ bền, mà họ chỉ nói về gì ạ, họ nói về cái sự nói về rẻ thôi, nói về giá rẻ thôi. Đấy. Và độ bền thì bao giờ cũng vậy, nó không đi kèm với giá, đúng không ạ? Giá rẻ thì độ bền sẽ không cao. Đấy. Thế thì ông ấy nói rằng đây là những con dao đến từ Thụy Sĩ. Đấy, ông nói về nguồn gốc xuất xứ của nó để đánh vào một cái tâm lý của khách hàng rằng là gì ạ? À, đây là một sản phẩm chất lượng. Ông lấy cái gì ạ? Mượn, gọi là mượn, gọi là cái tiếng, cái uy tín của một cái quốc gia hoặc là một công ty để gắn vào cái sản phẩm của mình. Khi anh chị em chúng ta bán hàng cũng vậy, chúng ta nói rằng sản phẩm của tôi đến từ Thụy Sĩ, sản phẩm của tôi đến từ Mỹ, sản phẩm của tôi đến từ châu Âu, thì mọi người sẽ cảm thấy uy tín hơn là sản phẩm của tôi đến từ Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc có nhiều sản phẩm tốt, nhưng cái thương hiệu sản phẩm Trung Quốc nó đã bị đánh đồng với sản phẩm giá rẻ, đánh đồng với sản phẩm là gì ạ? Là không tốt. Cái video này được quay từ năm 2008, tức là cách đây 14 năm. Và ông này ông đã bán 60 năm cái nghề này rồi. Như vậy là gì ạ? Cái sản phẩm Trung Quốc đã bị đánh đồng là sản phẩm giá rẻ, sản phẩm kém chất lượng từ cách đây rất nhiều năm rồi anh chị em nhé. Không phải bây giờ chúng ta mới nghe đâu, mà rất nhiều năm trước họ đã gắn vào trong đầu họ một cái tư duy như vậy rồi. Như vậy, khi mà chúng ta bán hàng thì ngoài cái việc mà ông này đã rất khéo léo chuyển đổi từ tính năng thành lợi ích, thì ông có một cái khôn khéo và có một cái hiểu biết về tâm lý khách hàng. Tức là ông ấy thấu hiểu về tâm lý khách hàng. Đấy, đó là bài học số 5. Bài học số 5, số 6 gì đó. Số 5 hay số 6 gì đó. Thì đó là ông ấy thấu hiểu về tâm lý khách hàng. Đúng không ạ? Ông ấy thấu hiểu về tâm lý khách hàng. Từ cái việc ông nói rằng tôi không xin tiền của các bạn đâu, đến cái việc mà gì ạ? Ông chuyển đổi từ tính năng thành lợi ích, đến cái việc là gì ạ? Ông thấu hiểu được những cái vấn đề và những cái khó khăn cũng như là những cái rào cản của gì ạ? Của phần lớn, phần đông những cái khách hàng mà ông ấy gặp. Thấu hiểu tâm lý khách hàng. Một người bán hàng rong mà có thể thấu hiểu được tâm lý khách hàng, anh chị em thấy không ạ?
Không phải tự nhiên mà ông ấy có thể trở thành triệu phú đô la. Anh chị em chúng ta biết như thế này, tất cả những người mà có 1 triệu đô la ở trong nhà, tức là có 1 triệu đô la, sở hữu 1 triệu đô la, thì thuộc top 1% những người giàu nhất trên thế giới. Bất kể là ở Mỹ hay ở Việt Nam anh chị em nhé. Bất kể ở Mỹ hay ở Việt Nam, anh chị em có 1 triệu đô la, tức là anh chị thuộc top 1% những người giàu nhất trên thế giới. Và một người bán hàng rong có thể bước chân vào cái giới mà top 1% những người giàu có nhất trên thế giới. Anh chị em nghĩ xem ạ, không phải đơn giản. Ông ấy xứng đáng là bậc thầy về bán hàng, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Rồi, một bài học tiếp theo từ cái người đàn ông tuyệt vời này, đó là gì ạ? Đó là ông ta là một người cực kỳ kiên trì và bền bỉ. Kiên trì bền bỉ với một cái tinh thần làm việc, cống hiến, làm việc rất là gì ạ? Rất là kiên trì, 6 ngày một tuần đều đặn. Và ông ấy có ngày nghỉ anh chị em nhé. Ông có ngày nghỉ. Và chính vì ông ấy có ngày nghỉ cho nên ông ấy làm đều đặn được. Có rất nhiều người làm điên cuồng ở thời gian đầu, nhưng sau đó thì sao ạ? Sau đó thì mất năng lượng, mất nhiệt rồi không làm được nữa. Nhưng ông này là ông là cái người vô cùng kiên trì và bền bỉ. Ông làm đều đặn, liên tục. Và một ngày thì ông làm 40 đến 60 ca như vậy, liên tục như vậy, đều đặn, kiên trì, bền bỉ. 60 ca một ngày anh chị em ạ. Cứ mỗi một ca ông ấy mời mọi người vào, sau đó là gì ạ? Làm thử. Ê, mọi người làm thử đi, cho mọi người làm thử luôn. Khách hàng họ có thể gì ạ? Làm thử luôn. Thậm chí là ông còn dạy cho họ cách để làm những cái bông hoa. Cách để làm những cái bông hoa cà chua, làm những cái bông hoa cà rốt như thế nào. Và sau một ca đó thì ông bắt đầu chốt sale, đúng không ạ? Và sau khi chốt sale thì ông lại, thì những cái người ở đó họ sẽ tản đi. Và ông lại bắt đầu mời gọi những người khác. Một ngày 40 đến 60 ca như vậy. Và sự kiên trì của ông ấy diễn ra trong vòng 60 năm. 60 năm. Đúng không ạ? Và khi có người hỏi rằng ông có đi du lịch không? Thì người đàn ông này nói rằng cuộc đời là một kỳ nghỉ. Và mỗi ngày là đều là ngày nghỉ. Như vậy, cái bài học tiếp theo khi mà mình nhìn thấy cái người đàn ông tuyệt vời này, đó là gì ạ? Ông ấy luôn tìm ra được niềm vui ở trong công việc. Đối với ông, được cống hiến, được làm việc là niềm vui. Ông không có nhu cầu đi du lịch nữa anh chị em. Không có nhu cầu đi du lịch. Bởi chỉ vì đơn giản, đấy là phong cách sống của ông ấy. Thế thôi. Phong cách sống của ông ấy, đó là gì ạ? Là thích làm việc. Phong cách sống của ông đó là thích phục vụ mọi người, làm cho mọi người vui, làm cho mọi người cười, giúp đỡ cho những khách hàng của mình. Và ông thích cái điều đó, ông vui vì điều đó. Và với ông, mỗi ngày là một kỳ nghỉ. Tìm ra niềm vui ở trong công việc và trở thành cái người rất là đam mê cái công việc. Đúng không ạ? Không đam mê công việc thì ông không thể nào tìm ra được những cái nhu cầu của khách hàng. Không thể nào thấu hiểu được tâm lý khách hàng. Không bao giờ nghĩ đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân và xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng. Và ông không tôn trọng khách hàng bằng cách mặc những cái bộ vest. Đấy. Đúng không ạ? Chính vì ông ấy đam mê công việc và tìm ra niềm vui ở trong công việc. Cho nên ông ấy trở thành người bán hàng rong vĩ đại nhất trong lịch sử. Người bán hàng rong mà có thể kiếm được 1 triệu đô la. Không hề đơn giản, không hề dễ dàng. Từ những sản phẩm tưởng chừng rất là dễ dàng có thể mua được ở trong siêu thị. Có đúng không ạ? Và số lượng ông ấy bán hàng cực kỳ khủng. Cực kỳ khủng. Bởi vì mỗi một ca như vậy, thông thường không phải có một khách. Thông thường mỗi một ca như vậy, thường sẽ có nhiều khách bu xung quanh ông ấy. Và thông thường mỗi người không bán, không mua một dạng, một con dao. Mỗi người họ thường mua nhiều hơn một con dao. Bởi vì sao ạ? Họ mua cho họ và họ mua tặng cho người thân bạn bè. 5 đô ở Việt Nam thì giá khoảng là 120.000. Nhưng với tương quan thu nhập bình quân người Việt Nam thì nó chỉ rơi khoảng độ 5 triệu một tháng. 4 đến 5 triệu một tháng. Đấy là thu nhập bình quân anh chị em nhé. Bình quân là cả nước. Thì nó khoảng độ 4-5 triệu một tháng. Tuy nhiên thu nhập bình quân của những cái người nước ngoài thì nó phải gấp 10 lần như vậy. Ở Mỹ chẳng hạn.
thì nó thường gấp 10 lần như vậy. Đó, 10 đến 20 lần anh chị em nhé. Như vậy, cứ trung bình là cái thu nhập của cái người Mỹ là khoảng độ 10 lần đi, tức là mình lấy con số tối thiểu đi. Thì 120.000 ở Việt Nam thì tương đương với khoảng 12.000 của họ. 12.000 để cho một con dao rất là thú vị, với một người đàn ông rất là thú vị. Và ngay cả những cái người mà đứng xem thôi, họ cũng cảm thấy rằng là gì ạ, 12.000 một con dao là rất là xứng đáng. Có đúng không ạ? Rất là xứng đáng. Và họ sẵn sàng, anh chị em nếu như có 12.000 thôi một con dao, và một cái người bán hàng thú vị như vậy, mà anh chị em ngồi đứng xem giống như biểu diễn nghệ thuật như vậy, anh chị em sẵn sàng mua một con, hai con, hay là mua bốn con để được tặng thêm một con nữa. Bán hàng bán theo kiểu combo, mua 4 tặng 1. Đấy. Và ông ấy có một bài học nữa, đấy là gì ạ? Sử dụng chiến lược kinh doanh gọi là bán hàng theo combo, tức là gì ạ? Bán số lượng lớn, gia tăng gì ạ? Gia tăng giá trị đơn hàng. Đúng không ạ? Bài học tiếp theo đấy là chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh độc đáo, gia tăng giá trị đơn hàng bằng cách sử dụng combo mua 4 tặng 1. Thì chúng ta về, chúng ta tặng cái con dao đấy cho bà của mình, và bắt đầu mình kể cái câu chuyện mà mình đi du lịch. Sau đó là mình gặp một cái người đàn ông mặc áo vest rất là bảnh bao trên phố, và ông ấy đã dạy cho con những cái bài học về kinh doanh, và đây là cái sản phẩm mà con mua từ ông ấy. Thì tự nhiên này, con dao đấy nó có giá trị hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta bỏ ra hàng tiền triệu để mua về, mua cái hàng về mà có thể cái người nhà của mình chẳng sử dụng được. Trong khi bỏ ra 12.000 mua cái con dao mà mình có thể dùng cả cuộc đời, một con dao cực kỳ sắc, được sản xuất từ Thụy Sĩ. Có đúng không ạ? Đó. Cho nên chiến lược kinh doanh của ông ấy là gì ạ? Rất là đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là gì ạ? Đó là bán hàng số lượng lớn. Không bao giờ một người nào đó mua một con dao, đa phần họ sẽ mua từ hai con trở lên. Vừa mua vừa là gì ạ? Vừa là quà tặng. Cái con dao của ông ấy, nó là gì ạ? Nó là quà tặng. Con dao đến từ Thụy Sĩ là một quà tặng rất là đáng giá. Con dao có thể sử dụng cả cuộc đời, đó là một quà tặng rất đáng giá. Rồi sử dụng chiến lược kinh doanh, đó là gì ạ? Bán hàng theo combo, tức là mua nhiều thì tặng quà. Ok không ạ? Thì đấy là một chiến lược kinh doanh rất là hay, rất là độc đáo, để giúp gia tăng gì ạ? Gia tăng giá trị mỗi đơn hàng. Và số lượng ông ấy bán hàng ngày vô cùng nhiều, khủng vô cùng luôn. Đúng không ạ? Rồi. Thêm một cái điều nữa chúng ta học được từ người bán hàng tuyệt vời này, đó là gì ạ? Ông ấy biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân. Như vừa rồi anh chị em đã học rồi, đã nghe rồi. Ông ấy mặc vest và biết cách kể câu chuyện. Tuy nhiên, ông biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân bằng cách là gì ạ? Ông cho mọi người xem những cái bài báo đã gì ạ? Đã nói về ông ấy. Có rất nhiều bài báo nổi tiếng, thậm chí là đài truyền hình đã phỏng vấn ông ấy, đã theo dõi ông ấy, đã quay video cho ông ấy, đã có cả một cái chương trình truyền hình về ông ấy. Đó, đến tận nhà ông ấy để quay video, gặp những người bạn ông ấy để phỏng vấn, và phỏng vấn trực tiếp ông ấy. Đó, và rất nhiều bài báo đã từng nói về ông ấy. Thì ông ấy cho mọi người xem, đây, mọi người xem những cái bài báo nói về tôi. Cho nên ông biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân để gia tăng cái uy tín của mình. Bởi vì ông ấy hiểu khách hàng, ông ấy hiểu rằng cái hiểu cái quy trình là gì ạ? Bạn, bàn, bán. Đầu tiên là gì ạ? Xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Sau đó là kể câu chuyện. Đúng không ạ? Sau đó thì bắt đầu mới bán hàng. Ông không bảo là, ơi mọi người ơi, vào mua dao của tôi, vào mua dao của tôi đi. Họ không giao hàng một cách gọi là thô thiển như vậy. Ông ấy không giao hàng một cách thô thiển như vậy. Đúng không ạ? Rất nhiều những người bán hàng rong khác thì giao hàng vẫn sẵn sàng dũng cảm trong cái việc giao hàng. Đấy là gì ạ? Hủ tiếu mì đi. Đúng không ạ? Rồi họ sử dụng những cái gì ạ? Cái mì gõ. Gì ạ? Những cái thiết bị để gõ, để tạo ra tiếng động, để gì ạ? Thu hút khách hàng. Đúng không ạ? Người ta gọi là mì gõ đấy. Bao nhiêu anh chị em đã từng ăn mì gõ rồi. Đấy. Ngày xưa Huy rất là thích ăn mì gõ. Ngày xưa khi mà Huy còn nhỏ, Huy có một thời gian là ở trong Sài Gòn 1 năm, 2 năm.
năm lớp 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 6 là Huy ở Sài Gòn đó. Thì khi đó Huy rất thích ăn mì gõ này, cứ đêm là cứ 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 đợi đấy, cái mì gõ đến bắt đầu là gọi ăn đấy. Sau đó họ cứ đi dọc cái phố này, và khi mà có người gọi thì bắt đầu họ làm, xong họ mang tận nhà. Xong một lúc sau họ đi qua, họ lấy cái bát đấy mang về đó. Thì những cái người đó họ đã biết cách để marketing, để thu hút khách hàng, đúng không ạ? Để xây dựng cái tập khách hàng của mình. Tuy nhiên ông này, ông đỉnh cao hơn, đó là gì ạ? Ông không bán cái hàng đó một cách trực tiếp, mà ông gì ạ? Ông ấy xây dựng mối quan hệ với khách hàng, sau đó là ông kể cái câu chuyện để ông kéo gần cái gần gũi khách hàng, gần gũi với mình hơn, sau đó thì là ông mới bán hàng đó. Đấy là một cái điều rất đặc biệt từ một cái người bậc thầy về bán hàng rong, ok không ạ? Biết cách xây dựng bạn bàn bán, đúng không ạ? Rồi ông biết rằng mọi người chỉ mua hàng từ những người mà họ yêu thích, từ những người mà họ tin tưởng, từ những người mà họ cảm thấy dễ gần, từ những người bạn của họ. Họ thích mua hàng từ những người mà họ tin tưởng, họ thích mua hàng từ những người mà họ có cảm tình, nói chung từ những người họ thích. Đấy. Như vậy, ông đã bắt đầu hiểu được cái chiến lược, hiểu được cái tâm lý khách hàng, hiểu được cái chiến lược kinh doanh, đó là gì ạ? Know, like, trust and buy. Know tức là gì ạ? Biết, like là thích, trust là tin, buy tức là mua. Biết, thích, tin, mua. Ông đã biết đưa khách hàng theo quy trình bạn bàn bán và biết, thích, tin, mua. Đầu tiên là cho họ biết đến mình là ai, mình có thể làm gì, đúng không ạ? Sau đó làm cho họ thích mình bằng cách kể những câu chuyện rất là hóm hỉnh, rất là dí dỏm, rất là hài hước, đúng không ạ? Đấy, để cho họ thích mình. Sau đó cho họ xem những cái tờ báo để chứng tỏ cái uy tín của mình, uy tín của sản phẩm của mình, đúng không ạ? Uy tín của mình là gì ạ? Mình là một người bán hàng rong mà được đến cả những cái báo nổi tiếng phỏng vấn, đúng không ạ? Rồi những cái sản phẩm rất là uy tín, chất lượng đến từ Thụy Sĩ, đúng không ạ? Khi đó thì xây dựng cái niềm tin ở trong gì ạ? Ở trong tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Là know chứ không phải là no anh chị em nhé. Know tức là biết chứ không phải no là không. Đấy. Anh chị em nào mà giỏi tiếng Anh vui lòng comment xuống giúp cho cả team, cả đội nhóm của mình, cả phòng Zoom của mình được không ạ? Know, like, trust and buy. Anh chị em comment cả cái dãy đấy. Đây là cái bài học kinh doanh vô cùng quan trọng và cần thiết. Nếu anh chị em làm kinh doanh thì bắt buộc anh chị em phải biết cái bài học này. Know, like, trust and buy. Đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn bạn Nga Phạm. Đúng rồi. Đó. Chúng ta bắt buộc phải đưa khách hàng đi theo quy trình này nếu chúng ta muốn trở thành bậc thầy trong kinh doanh, trong bán hàng. Đúng không ạ? Tiếng Việt thì gọi là biết, thích, tin, mua. Đầu tiên họ biết mình, sau đó họ thích mình, sau đó họ tin mình, sau đó thì họ sẽ mua hàng của mình. Đừng chỉ chăm chăm vào việc bán hàng, cứ bán, sell, thì làm sao ạ? Khách hàng họ không tin mình, họ không biết mình thì họ sợ hãi, đúng chưa? Cho nên là dành phần lớn thời gian để giúp cho họ biết mình, giúp cho họ tin mình. Sau đó chúng ta chốt sale rất là đơn giản, được không ạ? Đó. Và đấy là một trong những cái bài học mà chúng ta có thể học được từ cái người đàn ông vô cùng tuyệt vời này. Đấy. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, nhưng xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách là gì ạ? Tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Ok không ạ? Rồi, một bài học nữa mà Huy thấy cũng rất là quan trọng và rất là cần thiết, đó là ông này luôn luôn giữ một cái tinh thần tích cực ở trong công việc kinh doanh. Ngoài cái việc mà ông ấy đam mê và yêu thích cũng như là kiên trì bền bỉ trong công việc kinh doanh của ông ấy, thì ông là một người rất là hài hước, hóm hỉnh và luôn luôn suy nghĩ tích cực. Chính cái sự suy nghĩ tích cực của cái người đàn ông này dẫn đến ông ấy có thể xây dựng được mối quan hệ với khách hàng.
Anh chị em chúng ta biết là khi mà những người bán hàng rong thì họ sẽ phải chấp nhận rất nhiều những cái rủi ro về mặt thời tiết trời mưa, trời nắng, đúng không ạ? Rồi có thể là sẽ bị là công an, chính quyền sẽ đuổi, rồi sẽ có những cái gọi là gây phiền, gây ảnh hưởng đến cái công việc kinh doanh của mình. Rồi trời mưa, trời nắng, rồi có những cái cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Rồi có rất nhiều khách hàng họ đi ngang qua nhưng họ không có mua hàng. Có nhiều khách hàng họ không mua hàng, nhiều khách hàng họ đi ngang qua. Nhưng ông này luôn giữ một cái tinh thần tích cực và vui vẻ, hóm hỉnh trong tất cả những cái người khách hàng mà ông ấy gặp. Ông ấy luôn luôn tích cực, kể cả là bạn có mua hay không mua thì ông vẫn luôn vui vẻ, tích cực. Có đúng không ạ? Đấy, ông cho mọi người thử, ông dạy mọi người cách làm bông hoa từ những cái củ cà rốt, từ những cái quả cà chua. Nhưng nếu mà như bạn không mua hàng, ông ấy vẫn vui vẻ, không vấn đề gì hết. Ông luôn suy nghĩ tích cực. Và ông suy nghĩ tích cực như nào anh chị em? Khi được hỏi về cái việc mà ông có những cái kỳ nghỉ, ông có đi du lịch hay không, thì ông nói sao ạ? Ông nói rằng cuộc sống là một kỳ nghỉ và mỗi ngày là một ngày nghỉ. Đây là một suy nghĩ rất là tích cực. Đúng không anh chị em? Và chính cái suy nghĩ tích cực này của ông ấy, thì ông đã xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình. Bởi vì mọi người thích làm việc, thích mua hàng từ những người tích cực. Anh chị em comment xuống điều này. Đó là mọi người thích mua hàng từ những người họ tin tưởng và những người tích cực. Họ thích mua hàng từ những người tích cực. Cho nên những người bán hàng mà không tích cực thì sao ạ? Họ sẽ cau cau à. Lúc nào họ cũng cau có và họ sẽ gì ạ? Họ sẽ khó chịu khi mà khách hàng không mua hàng. Khi họ mời chào mà khách hàng không gì ạ? Không vào, hoặc khách hàng vào mà họ không mua hàng. Thì họ rất khó chịu. Thậm chí họ còn chửi bới khách hàng. Anh chị em tưởng tượng này, mình vào mình mua hàng mà mình không mua hàng ấy, thì cái người bán hàng ấy, họ khó chịu ấy, thì có bao giờ mình quay trở lại không ạ? Hoặc là mình có giới thiệu bạn bè mình quay trở lại cái cửa hàng đấy để mua hàng không ạ? Không đúng không ạ? Đấy. Nhưng nếu như mà một người khách hàng mà dễ tính, dễ chịu, vui vẻ, hài hước và thoải mái thì có thể mình không mua hàng, có thể mình đi một đoạn mình quay lại mình mua, đúng không ạ? Hoặc là như này, hoặc là mình mua rồi, hoặc là mình không mua đi chăng nữa. Nhưng nếu mà có một cái người bạn nào đó thì mình lại ấn tượng cái người bán hàng này và mình lại giới thiệu cho họ đến cái người bán hàng này. Đúng nhỉ? Đó. Cho nên ông này là cái người vô cùng tích cực. Đó, rất là tích cực trong cái công việc kinh doanh của mình. Đó. Thêm một cái bài học nữa từ cái người đàn ông này. Anh chị em ghi được bao nhiêu bài học rồi? Từ một cái người bậc thầy bán hàng này, anh chị em thấy ông có rất nhiều bài học và toàn những bài học giá trị. Ông áp dụng phần lớn những cái gọi là chiến lược kinh doanh trong kinh doanh mà rất nhiều các chủ doanh nghiệp cần phải học. Một cái yếu tố nữa từ cái bài học này, đó là từ cái ông này, đó là gì ạ? Đó, ông trân trọng từng những cái món hàng nhỏ, từng những cái số tiền nhỏ. Ông ấy bán mỗi một sản phẩm được có 5 đô thôi. Tức là doanh số 5 đô thôi, còn lợi nhuận bao nhiêu thì thực ra là mình cũng không để ý, không biết. Đấy, nhưng mà về cơ bản ấy, nếu như lợi nhuận của ông là 1 đô, là 2 đô, là 3 đô đi chăng nữa thì cũng là cái số tiền rất là nhỏ. Anh em tưởng tượng này, nếu như mà 1 đô 10 5 đô nó chỉ là đáng giá 12.000 thôi. Thì 1 đô thì nó chỉ là 1 phần 5 của 12.000. Tức là nó khoảng độ bao nhiêu ạ? Nó khoảng độ 3.000 gì đó. Chưa đến 3.000. 1 phần 4 là của 12.000 mới là 3.000. Đúng không ạ? 1 phần 5 của 12.000 là chỉ độ khoảng hơn 2.000 một chút. Đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Với mỗi một cái sản phẩm ông ấy bán ấy, ông chỉ thu lại lợi nhuận rất là nhỏ thôi. 1 đô, 2 đô gì đó. Rất nhỏ. Đúng không ạ? Nhưng ông ấy biết được rằng là ông ấy bán
bán hàng với số lượng lớn. Trong kinh doanh, anh chị em đã từng biết cái câu này chưa ạ? Bán hàng số lượng lớn hoặc giá trị lớn hoặc cả hai. Tôi bán hàng giá trị lớn, số lượng lớn hoặc cả hai. Vừa bán số lượng lớn, vừa bán giá trị lớn. Và ở đây, ông đã biết cách là gì ạ? Bán hàng số lượng lớn nhưng giá trị nhỏ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ông biết ông ấy là ai. Ông biết rằng người bán hàng rong thì không thể nào bán được giá trị lớn. Ví dụ như là ông Phạm Nhật Vượng, ông ấy bán gì ạ? Giá trị lớn và số lượng lớn. Ông ấy bán gì ạ? Bán nhà. Ông bán nhà số lượng lớn luôn. Đúng không ạ? Ông bán hàng chục nghìn căn nhà, hàng trăm nghìn căn nhà. Giá trị lớn, số lượng lớn. Đúng không ạ? Đó. Và ông già này thì ông biết ông ấy là ai. Ông biết ông ấy là người bán hàng rong, cho nên ông ấy bán số lượng lớn với giá trị nhỏ. Và ông trân trọng từng cái món tiền nhỏ một, trân trọng từng cái đơn hàng, từng cái chốt sale một. Cứ tích tiểu thành đại. Đúng không ạ? Bài học ở đây đấy là trân trọng từ những món hàng nhỏ, tích tiểu thành đại. Bán hàng mà kiếm từng một đô một mà kiếm được 1 triệu đô la thì anh chị em nghĩ rằng có phải là một con số rất lớn không? 1 triệu đô la, kinh khủng luôn. Như vậy ông phải bán hàng triệu sản phẩm, đúng không ạ? Bán hàng triệu sản phẩm đó. Thì rất nhiều người trong khi bán hàng ấy thì chúng ta chê những cái món tiền nhỏ, chúng ta không muốn phục vụ khách hàng, không muốn làm khi cái lợi nhuận nó thấp quá, nó nhỏ quá. Nhưng từ những cái món hàng nhỏ thì nó mới ra được lợi ích lớn. Và cho nên chính cái sự kiên trì bền bỉ và cái sự chăm chỉ, cái sự yêu nghề, cái sự đam mê công việc của ông ấy, đấy, cái sự ổn định trong cái công việc của ông ấy đã giúp cho ông ấy đã trở thành bậc thầy trong cái công việc bán hàng và đã kiếm được 1 triệu đô la. Ok không ạ? Đó. Thì đó là một số cái bài học, 12 bài học đúng không ạ? Và rất nhiều những cái dẫn chứng, những cái ví dụ mà chúng ta có thể học được từ người đàn ông này. Và mặc dù ông ấy đã mất từ năm 2009, tức là cách đây 13 năm, nhưng những bài học của ông ấy vẫn liên tục được truyền tai nhau, đặc biệt ở trong giới doanh nhân. Phần lớn anh chị em chúng ta không biết, bởi vì chúng ta có thể là chúng ta không ở nằm trong giới doanh nhân. Giới doanh nhân là những cái người mà chủ doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì phần lớn những người làm doanh nghiệp, làm doanh nhân thì họ đều biết đến cái người đàn ông huyền thoại này. Họ đều biết rằng đây là một con người vĩ đại, một con người rất là bình thường nhưng có thể làm những điều bình thường trở nên vĩ đại. Và một cái bài học nữa, bài học cuối cùng trong ngày hôm nay, bài học cuối cùng trong ngày hôm nay anh chị em nhé. Chứ còn với cái việc mà phân tích về những cái bài học về người đàn ông này thì chúng ta có thể phân tích thêm những cái bài học khác nữa, chia nhỏ ra những bài học khác nữa. Nhưng một cái bài học trong ngày hôm nay đó là chúng ta không cần phải vĩ đại, chúng ta không cần phải là người vĩ đại để làm những việc vĩ đại. Chúng ta chỉ cần đơn giản làm những cái việc bình thường, đơn giản, lặp đi lặp lại cho tới khi nó trở thành cái việc vĩ đại. Một người đàn ông bán hàng rong ngoài phố, anh chị em chúng ta gặp rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để trở thành cái người mà có thể rất nhiều tờ báo lớn phỏng vấn, những cái đài truyền hình phỏng vấn và trở thành huyền thoại và sống mãi với thời gian, ngay cả khi ông ấy chết đi rồi, mọi người vẫn nhắc đến tên ông ấy, mọi người vẫn ngưỡng mộ ông ấy, mọi người vẫn coi ông ấy là thầy, mọi người vẫn coi ông ấy là gì ạ? Cái người để học hỏi. Và những cái video của ông ấy vẫn được truyền tai nhau để học hỏi. Thì ông ấy đã trở thành người vĩ đại rồi. Có đúng không anh chị em? Ông ấy là người bán hàng rong nhưng ông đã trở thành người vĩ đại rồi. Rất nhiều người không kiếm được 1 triệu đô để trở thành 1% những người giàu có. Nhưng không phải người 1% nào thì cũng vĩ đại. Không phải 1% nào thì cũng được nhiều người biết đến. Không phải người 1% nào thì cũng được nhiều người học tập. Có đúng không anh chị em? Ông ấy là 1% trong số 1%. Tức là ông ấy là gì ạ? Thuộc 0,01% trên thế giới.
0,1% trên thế giới là những người triệu phú đô la, nhưng được nhiều người truyền tay nhau để học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà do ông ấy gì ạ, ông ấy làm hàng ngày. Ông ấy dạy mọi người bằng chính câu chuyện cuộc đời của ông ấy. Có đúng không anh chị em? Và bài học ở đây đó là chúng ta không cần phải vĩ đại để trở thành nổi tiếng, để làm những cái việc lớn lao và vĩ đại. Chúng ta chỉ cần làm những việc đơn giản, lặp đi lặp lại với tình yêu, niềm đam mê, sự kiên trì, bền bỉ, sự thấu hiểu, sự chăm chỉ, nỗ lực, với tinh thần tích cực, với sự yêu đời, hóm hỉnh, và làm việc đó một cách bền bỉ, kiên trì trong thời gian dài, thì chúng ta cũng có thể trở thành người vĩ đại. Ok không ạ? Rồi, xin cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe cái phần gọi là chia sẻ của Huy, và rất vui vì được ở đây cống hiến cho tất cả anh chị em chúng ta, và hy vọng rằng anh chị em chúng ta đã học được cái bài học gì đó, sau đó áp dụng vào trong cuộc sống của mình và biến cuộc sống của mình trở thành một cuộc sống đáng sống, trở thành một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và giàu có. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em, cô bác.